Mẹo vặt cuộc sống học được sẽ là bảo bối cho bạn. Đổ chất lỏng vào chai đầu nhỏ hẹp, dễ dàng tràn ra ngoài, chỉ cần cắm một chiếc đũa vào đó, chất lỏng sẽ theo chiếc đũa vào trong, vấn đề đã dễ dàng giải quyết. Khi không tháo được nút bao ni lông thì làm thế nào? Chỉ cần vặt hai đầu bao như thế này, thật chặt, sau đó có thể dễ dàng rút bao ra. Tay bị mảnh gai thì phải làm sao? Cho vào trong bát một ít muối, giấm ăn và nước ấm, ngâm ngón tay bị gai chích trong vòng 3 phút. Nó tự động rớt ra. Nếu ở lòng bàn tay, ngâm trong vòng 5 phút là được rồi. Cắt đầu chiếc bình không như thế này, trên nắp quặt một cái lỗ nhỏ, sau đó dùng ống hút bỏ vào, có thể hút chân không thực phẩm để bảo quản rồi.